Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV của tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp. Sau đây là những thông tin chi tiết. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia vừa phát đi thông báo về tình hình thời tiết cho các vùng trên cả nước. Theo đó, ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông. Cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 30 đến 60mm. Cục bộ có nơi trên 120mm. Khu vực đồng bằng Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 15 đến 30mm. Cục bộ có nơi trên 60mm. Từ chiều 4 tháng 7, mưa lớn ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có khả năng giảm dần. Bên cạnh đó, ở khu vực Khánh Hòa đến Bình Thuận, từ Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông. Cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 15 đến 30mm, cục bộ có nơi trên 70mm. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá, cấp 1. Đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng thấp. Đề phòng mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Sau đây là dự báo thời tiết chi tiết cho các vùng trên cả nước. Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông, gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ, nhiệt độ cao nhất 31-33 độ. Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông. Cục bộ có nơi mưa rất to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ, có nơi trên 32 độ. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có nơi mưa to, riêng vùng núi và trung du có mưa vừa, mưa to và dông. Cục bộ có nơi mưa rất to, gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, vùng núi có nơi dưới 24 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ, có nơi trên 32 độ. Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ, nhiệt độ cao nhất 34-37 độ, có nơi trên 37 độ. Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, phía Bắc ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, phía Nam có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có nơi mưa to, gió Nam đến Đông Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, nhiệt độ cao nhất phía Bắc 34-37 độ, có nơi trên 37 độ, phía Nam 30-32 độ. Tây Nguyên có mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông. Cục bộ có nơi mưa to, gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ, nhiệt độ cao nhất 29-32 độ. Nam Bộ có mây, chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông. Cục bộ có nơi mưa to, gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, nhiệt độ cao nhất 30-33 độ. Thành phố Hồ Chí Minh nhiều mây, chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông. Cục bộ có nơi mưa to, gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ, nhiệt độ cao nhất 31-34 độ. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Đừng quên bấm thích video và đăng ký kênh để trở thành người đầu tiên cập nhật những thông tin mới nhất trên kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.